80 đẹp quá nè. Đã chai rồi, có kênh YouTube riêng con này. Rồi bán giá 8 này đi Khởi. 10 triệu. 10 triệu đúng không? 9 triệu rưỡi. Mua đi. 28 xài chơi. Bán luôn rồi. Gà bán 28 7 triệu nè. Ok. Đưa đây bông con này đó. Bao nhiêu? 7 triệu. Con này đúng không? Dạ. 7 triệu đúng không? Bóc đủ 7 triệu ra lại đưa luôn. Bây giờ không đủ. Không đủ thôi. Bây giờ đủ sao? Anh có bao nhiêu em đâu rồi? Bây giờ đủ 7 triệu. Cho đây. Mày anh chuyển em thôi. Cho đi. Cho mở đi. 7 triệu sao trai? Đây lấy móc tiền ra. Khởi Vương. Khởi Vương. Vậy là Khởi bán 7 triệu luôn đúng không? Tao móc 7 triệu ra luôn nhá. Bán 10 triệu. Để cái miệng thôi. Nói trong này là không dám với trai à. Chú yên tâm. Mà sao em nói vậy không nghe được gì hết trơn á? Không, tao nghe vẫn tốt mà tao không hiểu thôi. Còn mày chắc bị vấn đề về tai rồi. Nghe mà, bình thường mà. Em về đâu mà? Em ở Vũng Tàu, thấy chưa? Phiên dịch không? Tao phiên dịch cho. Em chắc được 16 bạn không? Bên này có ăn không? Không. Đây. Xin chào tất cả các bạn. Nơi tao đang đứng ở đây là quán 123 Zo. Đây là con hàu. Đánh vật là au hâu huyệt hầu. Anh Giang có câu ăn hầu giàu. Như nào bên này? Anh hầu giàu tối về. Ăn hầu trên đâu? Anh say. Con nào được đây? À, sợ quá. Ăn hầu hết đấy. Sao to hết anh? Chén ăn nhỏ được không? Thôi, ăn hết đi. Ăn đi. Sao lại ăn cái hành? Thôi. Em không ăn đâu, em sợ đâu. Để đấy cho em. Cái đống to em sợ lắm. Những cái đống này sợ lắm, em ăn hào đút lò ấy. Mèo. Mùi cho tay, ăn được cho tay. Quay nào. Thôi Khởi, đây là hố mắt đã khóc rồi đấy. Đây. Em quay. Cái nào bị dắt kế rồi. Đã lòng ném nha. Đó, anh luôn ăn nó ăn anh cứ bỏ đi. Chúng ta ít quá không sướng. Chúng ta ít quá không sướng. Cái này mới đá này. Tên này em mô tả vào cái kết quá đáng. Gồng hả con? Mạnh mẽ lên. Mèo. Em muốn sạch anh rồi. Mà sao nướng lại nhỏ hơn nữa, ăn sống rồi. Nhiều đâu ta? Thầy ơi, cuối cùng cũng gồng được á, mạnh mẽ đấy. Mình phải nhá cho kỹ. Để nước mắt luôn. Quá mà mắt nhiều, quay cận đất nước mắt này. Em bầu lên một cái chén mua trà này từ ngày thôi. Con ba mình chén mua trà này. Đây là nhà đó. Nhà mệt lắm. Anh có chia sẻ gì cái cảm giác mà ăn mù tạt không? Từ từ cho người ta bình tĩnh lại ra. Nếu mà chọn người yêu mù tạt chắc mình chọn người yêu rồi không nhận mù tạt.